Tương lai xa của loài người là bối cảnh quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nhàm chán của các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Bởi một lý do đơn giản, đó là nó thỏa mãn sự tò mò về những khả năng vô tận của tương lai chúng ta. Trong đó, đối với cá nhân tôi, sự tiến hóa phỏng đoán của loài người chính là một trong những chủ đề thú vị bậc nhất, vì nó không chỉ khai thác sự phát triển trong khía cạnh công nghệ đơn thuần thường thấy, mà tập trung khám phá về tiềm năng sinh thái của loài người sau này khi chúng ta bước vào một hoặc nhiều giai đoạn khác nhau của sự tiến hóa, có thể là tự nhiên hoặc do tác động từ bên ngoài. Hôm nay, hãy cùng tôi đóng vai những cư dân của vũ trụ mới để khám phá một trong những tác phẩm nổi bật nhất của thể loại này. Đó chính là O Tomorrows, biên niên sử tỷ năm về số phận hỗn độn của vô số phân loài con người, là một tác phẩm tài liệu giả tưởng về sự tiến hóa thụ động của loài người, được viết bởi tác giả C.M. Coseman. Nó không chỉ khám phá câu chuyện tương lai của loài người như chúng ta đang biết, mà còn đi xa hơn thế, bắt đầu kể từ ngày con người làm chủ hoàn toàn hệ mặt trời của mình, cho đến sự chào đời nghiệt ngã và diệt vong của các giống loài hậu duệ. Ok, không làm mất thời gian của bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Phần 1. Hậu nhân loại. Câu chuyện của loài người bắt đầu với công cuộc thuộc địa hóa hành tinh đầu tiên của họ là Sao Hỏa, bắt đầu vào một khoảng thời gian không xác định khi cuộc sống tại hành tinh mẹ của họ là Trái Đất đang ngày càng trở nên khó khăn do các thảm họa môi trường và dân số ngày càng tăng. Họ bắt đầu bằng việc cử đi các thiết bị máy móc tự động để dần cải tạo lại toàn bộ môi trường Sao Hỏa. Sau nhiều thế kỷ đã biến nơi đây thành một hành tinh xanh tươi, thậm chí còn đẹp đẽ hơn cả Trái Đất. Và những bước chân đầu tiên của nhân loại trên Sao Hỏa đã không được thực hiện bởi các phi hành gia trong đồ bảo hộ, mà là bởi những đứa trẻ chân trần trên nền cỏ xanh. Nhiều thế kỷ nữa trôi qua và đa số các tập đoàn công nghiệp lớn và công cuộc khai thác tài nguyên của loài người đều đã di cư lên Sao Hỏa. Điều này cho phép môi trường Trái Đất dần phục hồi. Hai hành tinh đã cùng nhau tồn tại hòa bình trong nhiều thế kỷ như là hai mái nhà chung của nhân loại. Nhưng sau đó, khi Sao Hỏa dần vượt mặt Trái Đất cả về kinh tế lẫn điều kiện sống, nó đã bắt đầu xa lánh Trái Đất. Đỉnh điểm là khi Sao Hỏa khẳng định sự độc lập của mình. Chính phủ Trái Đất đã phản đối kịch liệt điều này vì họ rất phụ thuộc vào nguồn tài nguyên dồi dào của Sao Hỏa. Để trả đũa, Sao Hỏa đã tẩy chay Trái Đất khỏi những nguồn giao thương quan trọng nhất, căng thẳng leo thang và cuối cùng đã dẫn tới một cuộc nội chiến tàn khốc giữa hai hành tinh. Nhưng cuộc chiến này không hề mang theo những câu chuyện về lòng dũng cảm hay được hy sinh thường thấy của con người. Không có những cuộc giao tranh hoành tráng ngoài không gian và cũng không có một kết thúc đẹp. Mà thay vào đó, nó là một loạt những chuỗi sự kiện được lên kế hoạch tỉ mỉ từ xa với những loại vũ khí hủy diệt kinh hoàng và cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của hơn 8 tỷ người, gần như đã đẩy cả giống loài đến bờ vực diệt vong. Sau cuộc nội chiến này, những người sống sót của Trái Đất và Sao Hỏa đã nhận ra sai lầm của mình và một lần nữa bắt tay với nhau để thực hiện tái thiết và quyết tâm sẽ không bao giờ để một thảm kịch như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Vì mục tiêu này, những thay đổi lớn đã được thực hiện không chỉ trong các chính sách hay luật lệ đơn thuần, mà đối với chính bản thân cơ thể sinh học của loài người. Bởi lẽ, hơn cả những mục tiêu và lý tưởng đơn thuần, một trong những khác biệt lớn nhất của dân số giữa hành tinh lúc này là họ đã gần như trở thành hai giống loài khác nhau. Sau nhiều thế hệ sinh sống trên Sao Hỏa với trọng lực thấp, cơ thể của người hòa tinh trở nên nhẹ, cao và gầy guộc dị thường. Họ cho rằng hệ mặt trời không bao giờ có thể thống nhất hoàn toàn cho đến khi sự khác biệt này được xóa bỏ. Và câu trả lời chính là một phân loài mới của nhân loại cần được tạo ra từ nguồn gen của cả hai hành tinh. Không những để loài người thống nhất lại về mặt hình thái sinh học, mà còn giúp họ thích nghi đồng đều và tốt hơn không chỉ với Trái Đất và Sao Hỏa, mà còn đối với các điều kiện môi trường mới tại các hành tinh thuộc địa trong tương lai, với cơ thể khỏe mạnh và một bộ não lớn hơn, có khả năng tư duy ưu việt hơn. Và như vậy, một giống loài hậu duệ duy nhất của cả hành tinh đã được tạo ra, bất chấp những điều cấm kỵ về mặt đạo đức và sinh học của những thời kỳ trước đó, do ký ức về cuộc nội chiến kinh hoàng vẫn còn vang vọng trong tâm trí của những người sống sót. Hậu duệ của loài người đã được đặt tên là người của các vì sao, Star People. Và chỉ sau một vài thế hệ, họ đã trở thành nhà thám hiểm và chinh phục của thiên hà đã biết. Những người sao nhanh chóng mở rộng sự thống trị của họ trong hệ mặt trời của mình và sau đó hướng đến những vùng rìa xa xôi hơn của thiên hà, xâm chiếm các mặt trăng và hành tinh mà họ gặp. Tuy nhiên,
ngay cả với khả năng vượt trội của họ, thì công cuộc khai phá thiên hà của con người vẫn diễn ra rất chậm chạp do khoảng cách xa xôi không tưởng giữa các hành tinh và hệ sao. Các công nghệ họ sở hữu, mặc dù tân tiến, chỉ có thể cho phép họ di chuyển với tốc độ bằng phần trăm của tốc độ ánh sáng, khiến các cuộc thám hiểm thiên hà trở thành những sự kiện kéo dài nhiều kỷ nguyên. Rất nhiều tàu thế hệ đã được chế tạo chỉ để trường tồn qua quãng đường du hành thường dài hàng chục tỷ km của mình, nhưng chúng cũng không thể tránh được những khó khăn kỹ thuật và các biến cố bất ngờ trên tàu sau một vài thập kỷ. Giải pháp mà họ tìm ra là sử dụng các phi thuyền tự động mang vật liệu di chuyển của con người đến các vì sao đã định. Sau đó, những vật liệu di chuyển này sẽ được nuôi dưỡng bằng những cỗ máy để rồi sinh ra những người sao ngay tại hành tinh đích. Nhưng theo thời gian, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Đó là trên nhiều hành tinh thuộc địa, những người sao mới được sinh ra đã nảy sinh tình cảm với chính những cỗ máy đã nuôi dưỡng họ mà không phải với đồng loại của mình. Việc này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng dân số tương đối trầm trọng đối với toàn nhân loại, khiến cho nhiều hành tinh mới được khai phá, để rồi lại chết đi vì không có thế hệ mới nào được sinh ra. Tuy nhiên, theo thời gian, các thuộc địa vượt qua được cuộc khủng hoảng dân số này đã thịnh vượng. Và sau vài thế kỷ nữa, nền văn minh của loài người đã bước vào thời kỳ đỉnh cao của mình, được gọi là Summer of Man. Họ đã tạo ra nhiều liên minh lớn mạnh giữa các hành tinh thuộc địa, trải dài trong suốt hàng trăm ngàn năm ánh sáng của thiên hà, mà trong đó hàng nghìn tỷ người sao cùng chung sống hạnh phúc và hòa bình. Thật không may, thời kỳ hoàng kim này của họ đã không kéo dài được quá lâu. Trong quá trình khai phá vũ trụ, họ phát hiện ra rằng mặc dù đã tìm thấy sự sống ngoài hành tinh, nhưng không một loài nào mà họ tìm thấy là có trí tuệ phát triển bậc cao tương tự nhân loại. Họ coi đây là một hiện tượng kỳ lạ và bắt đầu có những phỏng đoán của riêng mình. Mở đầu cho nhiều phong trào tôn giáo cho rằng Chúa Trời đã chọn loài người làm chủ nhân của thiên đàng. Nhưng rồi, quan niệm này đã được chứng minh là sai. Khi trên một hành tinh thuộc địa xa xôi của mình, họ đã tìm thấy một hóa thạch cổ xưa mang nhiều nét tương đồng thuộc về một loài khủng long đã tuyệt chủng từ lâu của trái đất. Không những thế, trong khi tất cả các động vật đặc hữu của hành tinh này sở hữu bộ xương bằng đồng, thì hóa thạch mang tuổi đời hàng triệu năm này lại mang bộ xương canxi đặc trưng của trái đất, tách biệt hoàn toàn với hệ sinh thái của hành tinh mới này. Những người sao đã coi đây là một lời cảnh báo về sự tồn tại của các thế lực hùng mạnh và lâu đời hơn loài người. Nhiều khả năng đã đi trước loài người hàng triệu năm trước cả khi họ tìm ra lửa tại trái đất, và hẳn đã ghé thăm trái đất từ lâu để có thể mang được một sinh vật từ đó tới hành tinh xa lạ này. Với quan niệm này và không dám chắc về suy nghĩ của thế lực xa lạ kia nếu họ chạm mặt nhân loại. Theo thời gian, nền văn minh của con người đã bắt đầu âm thầm tạo ra cho mình những loại vũ khí hủy diệt kinh hoàng để tự vệ. Chúng mạnh mẽ đến mức có thể xóa sổ các mặt trời. Nhưng đáng buồn thay, rồi cuối cùng tất cả những sự chuẩn bị này cũng chẳng là gì so với điều mà họ sắp phải đối mặt. Một cách đột ngột, nền văn minh của con người đã chạm trán với thế lực mà từ lâu họ đã luôn e sợ. Đó là một chủng tộc ngoài hành tinh thù địch có tuổi đời gần 1 tỷ năm tuổi, được gọi là Q. Là các bậc thầy về công nghệ nano và kỹ thuật sinh học, với khả năng kiểm soát gần như hoàn toàn thế giới vật chất. Mạnh mẽ như thần thánh, họ tự đặt cho mình một sứ mệnh tôn giáo, rằng họ mới chỉ là những người xứng đáng tái tạo vũ trụ cho đúng với tầm nhìn của mình. Tất cả các giống loài khác đối với họ chỉ đơn giản là những đối tượng cần được chỉnh sửa hoặc loại bỏ khỏi vũ trụ hoàn hảo của mình, nơi mà họ luôn là kẻ thống trị, còn những loài khác sống để phục tùng họ. Trong vòng chưa đầy 1.000 năm sau đó, nền văn minh vĩ đại của nhân loại đã bị phá hủy hoàn toàn bởi loài Q hùng mạnh. Mọi nỗ lực kháng chiến cuối cùng đều đã bị dập tắt một cách tàn bạo, xóa sổ gần như toàn bộ dân số và săn bằng tới những kỳ quan cuối cùng của nhân loại. Nhưng đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Mặc dù loài Q đã hủy diệt hoàn toàn nền văn minh của loài người, họ vẫn giữ lại một phần người sao để làm đối tượng mổ xẻ và chỉnh sửa theo ý thích của mình. Với khả năng thao túng sinh học siêu việt của mình, họ đã biến loài người thành hàng ngàn phân loài quái đản khác nhau, với vai trò như là công cụ, đồ chơi hay đơn giản là những sản phẩm thí nghiệm kỳ lạ để thỏa mãn trí tò mò của Q. Loài Q đã thống trị thiên hà của con người trong hơn 40 triệu năm, nhưng từng ấy thời gian cũng chỉ là cái nháy mắt đối với vòng đời của Q. Và rồi vào một ngày định mệnh, họ đã đột ngột bỏ đi cũng như lúc họ xuất hiện, để tiếp tục sứ mệnh cải tạo vũ trụ của mình đối với các giống loài xấu số khác, bỏ lại đằng sau một thiên hà khô cằn và một nhân loại bị chia rẽ và biến đổi ngoài sức tưởng tượng.
Hàng ngàn giống loài hậu duệ biến dạng của loài người đã bị bỏ lại trên vô vàn thế giới hoang tàn của mình. Một số nhanh chóng tuyệt chủng vì thiếu đi sự hiện diện của Q hoặc do các thảm họa tự nhiên, trong khi phần còn lại tự thích nghi với môi trường của mình và bắt đầu sinh sôi trên các hành tinh mà họ được tạo ra. Nhân loại từng là bá chủ của thiên hà, giờ đây đã tuyệt chủng, và những giống loài kỳ dị và khốn khổ này chính là những di sản cuối cùng của họ. Phần 2. Loài người mới. Jun. Trên một thế giới nọ, bên dưới bề mặt, nơi mặt trời đã nướng chín tàn dư của những thành phố cổ đại, những người Jun ngự trị. Họ chính là các hậu duệ của người sao bị bóp méo đến mức không thể nhận ra bởi biến đổi gen, với cơ thể trông giống như những con Jun ngoại cỡ xấu xí và xanh xao. Đôi chân và bàn tay nhỏ bé yếu ớt của người sao đã biến đổi để thực hiện nhiệm vụ đào bới dưới lòng đất. Ngoài những cơ quan này, tất cả những thứ khác đã đơn giản hóa cho một cuộc sống bí mật dưới lòng đất. Với đôi mắt bé như kim châm, họ không có răng, tai ngoài, cũng như một nửa hệ thống thần kinh của tổ tiên. Nếu họ gặp thức ăn, họ sẽ ăn nó. Và họ đôi khi ăn luôn cả chính đồng loại của mình nếu chạm mặt. Họ cũng có thể chọn giao phối và sinh sản với nhau như một hành động có ý nghĩa duy nhất trong suốt vòng đời ngắn ngủi của mình. Người khổng lồ. Tại một thế giới khác, những người khổng lồ đi lang thang trên các thảo nguyên bất tận của một tin đồn thuộc địa đã bị phá hủy từ lâu. Họ có chiều cao xấp xỉ hơn 40 mét theo pháp đo từ trái đất. Dù với vẻ ngoài kỳ dị, nhưng người khổng lồ này thực sự chính là con đẻ của người sao. Họ vẫn giữ được ngón tay cái mập mạp trên hai bàn chân trước như tổ tiên của mình. Nhưng giờ đây không còn có thể thực hiện các thao tác tay phức tạp, ngoại trừ để cầm và nhổ cây cối. Họ bù đắp sự mất mát này bằng cách phát triển môi dưới thành một dải cơ bắp dài và uyển chuyển như vòi của loài voi trong quá khứ của trái đất. Mặc dù trông có vẻ như là thú vật, nhưng người khổng lồ này lại là một trong những loài thông minh nhất trong số các hậu duệ còn lại của nhân loại. Hộp sọ to lớn của họ đã cho phép một bộ não phát triển, và dần dần, nhân tính đã xuất hiện trở lại với những người khổng lồ. Với môi dưới khéo léo của mình, họ đã tạo ra những loại gỗ chạm khắc trang trí công phu, dựng lên những ngôi nhà để trú ẩn, và thậm chí bắt đầu hình thức nông nghiệp nguyên thủy. Với cuộc sống ổn định, ngôn ngữ và văn học bắt đầu xuất hiện. Những câu chuyện cổ và thần thoại về quá khứ đã qua chỉ còn được nhớ một phần đã được kể lại bằng những giọng nói ồm ồm trên khắp các vùng đồng bằng rộng lớn của những người khổng lồ. Dễ dàng nhận thấy rằng trong vòng vài trăm nghìn năm nữa thôi, nhân loại có thể bắt đầu lại ngay tại thế giới nguyên thủy này. Đáng buồn thay, một kỳ băng hà thảm khốc đã chiếm lấy thế giới quê hương của những người khổng lồ hiền lành, và họ đã biến mất, không bao giờ trở lại. Dã thú và con mồi. Những hậu duệ dưới dạng thú săn mồi của loài người xuất hiện trên nhiều hành tinh. Phần lớn giống với ma cà rồng, người sói và yêu tinh trong những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa. Họ sinh tồn bằng việc săn những con mồi, chính là các loài chị em yếu thế hơn, bằng các loại vũ khí thô sơ. Một số họ sở hữu hàm răng lớn và sắc lẹm, trong khi số khác lại xé xác con mồi của mình bằng những ngón tay với móng vuốt dài. Nhưng đặc điểm phổ biến nhất của các dã thú chính là những đôi tay tua tủa móng vuốt sắc như dao cạo. Một trong các loài dã thú phát triển bậc nhất sống ở một trong những hành tinh thuộc địa đầu tiên của loài người. Họ sở hữu đôi chân linh hoạt như chính tay với ngón cái có móng vuốt dài. Họ còn có bộ hàm rộng lớn, luôn há, đầy răng trên một cái đầu không cân đối, cùng với một đôi tai to và nhạy cảm. Tất cả những điều này đã giúp họ trở thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn trên hành tinh của mình. Họ băng qua các thảo nguyên bất tận, rình rập trong rừng thẳm, và băng qua những ngọn núi hiểm trở để truy đuổi những con mồi khác nhau. Và với yêu cầu ngày càng cao của các cuộc săn, những dã thú này đã dần mài giũa trí thông minh của mình. Mantelopes. Không phải tất cả các phân loài của con người được tạo ra bởi Q đều là động vật đơn thuần. Một số đã được giữ lại nhân tính, trong khi đã mất đi tất cả các lợi thế sinh lý của con người sau những can thiệp sinh học của Q. Nổi bật nhất trong số này chính là loài Mantelopes. Tổ tiên của họ được tạo ra và nhân giống bởi Q với vai trò như là những ca sĩ và những người lưu giữ ký ức. Họ hoạt động giống như những máy thu âm sống dưới triều đại của Q. Và khi Q rời đi, họ đã gần như tuyệt chủng ngay lập tức. Một số còn may mắn sống sót đã dần bị thoái hóa trở lại tư thế bốn chân và sinh sống trên một hành tinh hẻo lánh như động vật ăn cỏ. Các Mantelopes sở hữu bộ não con người phát triển gần như đầy đủ, nhưng tư duy con người của họ lại luôn bị mắc kẹt trong cơ thể của động vật. Họ có thể quan sát và hiểu thế giới xung quanh, nhưng do cơ thể của họ
họ không thể làm gì để thay đổi nó. Trong nhiều thế kỷ, những đàn Mantelopes đã lang thang trên những đồng cỏ bất tận của mình và hát những bài ca tuyệt vọng và mất mát bằng chất giọng lê thương của động vật. Toàn bộ nền văn hóa và truyền thống của họ đã được thiêu diệt xung quanh sự bất hạnh của giống loài, cùng với những câu chuyện cổ tích về trái đất đã qua. May mắn thay, sự thúc đẩy của quá trình tiến hóa đã khiến cho sự khổ hạnh của họ mau chóng kết thúc. Nói một cách đơn giản, một bộ não sẽ không có xu hướng phát triển thêm nếu nó không được sử dụng tốt. Những Mantelopes đần độn, đầu óc nửa vời đều có khả năng sinh tồn ngang bằng, thậm chí là cao hơn một Mantelopes thông minh và buồn bã. Do đó, chỉ trong vòng chưa đầy 100.000 năm kể từ khi Q rời bỏ thiên hà, tâm trí con người của Mantelopes đã hoàn toàn bị thay thế bởi bản năng động vật, và thế giới u sầu du dương của họ đã chìm vào im lặng mãi mãi. Người khoái lạc. Số mệnh của các hậu duệ của nhân loại phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của Q, và một vài trong số họ lại may mắn hơn phần còn lại. Một trong những loài sở hữu số mệnh may mắn nhất chính là những người khoái lạc. Như cái tên, họ được thiết kế để làm thú cảnh cho Q với nhiệm vụ đơn giản là sống cuộc sống khoái lạc ngay từ giây phút chào đời. Và điều này không hề thay đổi ngay cả khi Q đã rời bỏ họ. Vì Q đã đặt các thú cưng của mình và một hành tinh thiên đường dồi dào thức ăn tự nhiên và không có động vật cạnh tranh nào khác ngoài họ, khiến họ không có lý do gì để học cách sinh tồn và phát triển trí thông minh. Bàn tay và chân của họ co quắp lại, tạo thành những chi giống như gà con, trong khi bộ não của họ chỉ dừng lại ở mức của một đứa trẻ 3 tuổi. Cuộc sống của họ xoay quanh trong việc ăn, ngủ và quan hệ tình dục điên cuồng, mà không phải bận tâm tới những suy nghĩ về bệnh tật hay sản xuất. Xa cách và vô tư ở rìa xa của thiên hà, họ chính là giống loài sở hữu những khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên trong vườn người quái dị của Kiều. Người bơi lội. Những người bơi lội là một nhóm loài thú cảnh dưới nước tại một hành tinh đại dương của Kiều. Họ được nuông chiều và chỉ có thể sống nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt. Họ bao gồm nhiều hình thái đa dạng, gồm những người lươn là những cá thể khổng lồ như cá voi, những người trang trí bơi lội bằng cách phun nước ra khỏi khoang miệng, hay vô số những sinh vật trôi nổi, khổng não, được dùng làm thức ăn dự trữ. Nhưng gần như tất cả những dạng sống này đều đã sớm tuyệt chủng sau khi Q rời đi, ngoại trừ một số loài chỉ bị biến đổi nhẹ và có nhiều nét giống tổ tiên loài người của họ ở một mức độ nào đó. Nổi bật nhất trong số này là những người bơi lội. Họ không có căng mang nhân tạo như loài cá, cơ thể có 4 chân chèo mà trong đó vẫn có thể nhìn rõ cấu trúc giống như tay chân của người sao, với đôi mắt con người của họ vẫn có thể được nhìn thấy thông qua mí mắt mờ đục. Bằng một cách nào đó, họ vẫn nói chuyện được với nhau, mặc dù không thể hiểu nhau theo bất kỳ cách khôn ngoan nào và cũng không thể nghe thấy nhau dưới nước. Trong suốt nhiều thiên niên kỷ kể từ khi Q rời đi, họ bơi lội trong các đại dương nghèo nàn về mặt sinh thái của mình và sinh sống nhờ vào các loại cá và giáp xác nhỏ đã từng được Q nhập khẩu từ chính trái đất. Với sự can thiệp của Q biến mất, quá trình tiến hóa tự nhiên lại tiếp tục, và theo thời gian, những người bơi lội lại càng trở nên khác biệt so với tổ tiên trên cạn của họ. Người chăn dắt bò sát. Người chăn dắt bò sát là một trong những loài may mắn hơn, thay vì bị biến đổi cơ thể đến mức dị dạng như các loài khác. Họ lại bị Kiêu làm thoái hóa tâm trí, kìm hãm sự phát triển của não bộ, khiến họ trở nên đần độn hơn. Lý do đằng sau sự vị tha này của Kiêu vẫn chưa được làm rõ. Sau khi Kiêu rời đi, họ bị bỏ lại trên một thế giới hoàn toàn không có các loài dã thú hay các trở ngại tự nhiên lớn nào cho quá trình sinh tồn. Việc này cùng với việc não bộ bị loại bỏ hoàn toàn khả năng học hỏi, đã khiến cho họ không thể phát triển hơn nữa bộ não trì trệ của mình. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó, họ đã chọn sống cộng sinh với một số loài bò sát trên hành tinh của mình, chăn dắt chúng như thể gia súc và thú nuôi. Nhưng theo thời gian, vì các loài bò sát này không bị hạn chế bởi những biến đổi sinh học của Q, chẳng mấy chốc, sự cân bằng của quá trình cộng sinh này đang nghiêng dần về phía chúng. Cuối cùng, vì không vấp phải sự cạnh tranh nào từ các loài động vật khác trên hành tinh của mình, các hậu duệ đần độn của người sao đã phải đối mặt với sự trỗi dậy nhanh chóng của các loài bò sát thông minh hơn, và cách đối phó duy nhất mà họ có thể nghĩ ra là lặng lẽ đi vào sự quyền lãng của thời gian.
Người cám dỗ. Trong trường hợp của người cám dỗ, họ được tạo ra như một sản phẩm nghệ thuật và đã được cừu sử dụng như những vật trang trí thừa thãi. Vậy mà thông qua một phép màu thích nghi nào đó, họ đã sống sót. Có lẽ sẽ chẳng con người nào có thể nhận ra họ là hậu duệ của mình. Cơ thể của người phụ nữ được tạo hình như một bình hoa bằng thịt nhỏ có mỏ cao khoảng 2 mét, cắm rễ vào đất như một loài ăn thịt tảo hang kỳ quái nào đó. Mặt khác, những người đàn ông lại có hình dáng của những loài linh trưởng hai chân có mỏ. Khác với những người phụ nữ bị gắn liền với mặt đất, những người đàn ông hoàn toàn có thể đi lại được. Hàng chục cá thể nam thường bu quanh phần thân nhô lên của bạn tình. Một số sẽ thu thập thức ăn và làm sạch cơ thể của người phụ nữ, trong khi những người đàn ông khác sẽ đề phòng nguy hiểm. Mặc dù hành động của họ trông có vẻ độc lập, đàn ông của loài này không hề có ý chí của riêng mình. Trong xã hội của người cám dỗ, phụ nữ kiểm soát mọi thứ, sử dụng một tổ hợp kết hợp phức tạp của giọng hát và các tín hiệu từ hormone. Họ đã cám dỗ và điều khiển các nô lệ đàn ông của mình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong khi giao phối với người khỏe mạnh nhất, ngoan ngoãn nhất và ngu ngốc nhất, để rồi lại sinh ra những nô lệ nam thậm chí còn tốt hơn. Vào những thời kỳ nhất định, một người con gái sẽ được sinh ra và được các ông bố mang đi cắm rễ. Đó là một hệ thống chủ nô hiệu quả đến mức đáng sợ mà chắc hẳn có thể đã tạo ra một nền văn minh trong tương lai. Nhưng một lần nữa, cơ hội tốt nhất của nhân loại đã bị xóa sổ một cách tàn nhẫn bởi một tảng thiên thạch khổng lồ. Người nghiền xương. Người nghiền xương là những sinh vật nhỏ bé, sở hữu hai chiếc răng lớn tạo thành một chiếc mỏ khoằm đặc trưng, được lai tạo để có các màu sắc rực rỡ và là thú cảnh của cừu. Khi cừu rời đi, hầu hết những sinh vật từng nuôi chiều này đã chết do không còn được chăm sóc. Nhưng không phải tất cả, một số đã thích nghi và sống sót, và trong chưa đầy vài triệu năm tiếp theo, hậu duệ của những sinh vật như vậy đã làm chủ hành tinh của mình. Dù sinh sống dựa vào việc ăn xác thối của động vật và thể hiện tình cảm bằng cách phóng chất thải lên cơ thể nhau, họ lại khá thành công trong việc làm chủ môi trường sống của mình và thậm chí đã dần xây dựng được một nền văn minh nguyên thủy. Tuy nhiên sau đó, một nạn đói đã quét qua đế chế mỏ khoằm này và đã khiến họ tuyệt chủng chỉ sau vài ngàn năm. Người thuộc địa. Nếu những người khoái lạc là kẻ hạnh phúc nhất, thì ở một góc khác của thiên hà, những người thuộc địa lại là kẻ khốn khổ nhất. Trong quá khứ, thế giới tổ tiên loài người của họ đã chống lại sự tấn công của Kyu một cách kiên cường, đến mức họ đã đánh lui được hai cuộc xâm lược liên tiếp của Kyu và chỉ thất bại trong lần thứ ba. Với ý niệm méo mó về công lý, Kyu muốn bắt họ phải trả giá. Sự tuyệt chủng sẽ là một hình phạt quá nhẹ cho việc chống lại các vị thần của vũ trụ. Con người của thế giới bất hảo này cần một bản án thích đáng để nhắc nhở thế hệ mai sau. Do đó, những người thuộc địa đã được Kyu thiết kế với mục tiêu duy nhất là khiến họ phải đau khổ. Cơ thể của họ là những tảng da và cơ quái gở được kết nối với nhau thành từng dải lớn bởi một mạng lưới sơ sài của các dây thần kinh cơ bản nhất. Họ được Kyu sử dụng như những thiết bị lọc chất thải sống, tồn tại chỉ nhờ vào cặn bã của Kyu như những tấm thảm trải sàn bằng da thịt. Và để khiến họ phải chứng kiến và chịu đựng số phận khốn khổ này, đôi mắt của họ cùng với ý thức con người của họ đã được giữ lại nguyên vẹn. Trong 40 triệu năm, họ đã phải chịu đựng thế hệ này qua thế hệ khác sống trong những cuộc đời khốn khổ và bất lực nhất, trong khi phải cảm nhận rõ ràng từng giây phút đó. Khi Kyu rời đi, họ đã hy vọng về một sự tuyệt chủng nhanh chóng. Nhưng chớ trêu thay, cơ chế sinh học đơn giản của họ đã khiến họ trở thành một trong những loài sống sót hiệu quả nhất. Không bị Kyu kiểm soát, những người thuộc địa đã lan rộng khắp hành tinh của mình, như thể những cánh đồng vô tận được bao phủ bởi một lớp chăn của thịt người. Người bay lượn. Những loài biết bay không hề hiếm thấy trong lãnh địa của Kyu, và đã có ít nhất một tá thế giới có các loài biết bay có nguồn gốc từ con người sinh sống. Hầu hết trong số đó giống với những con rơi hoặc thằn lằn bay trong quá khứ của trái đất. Họ nhảy múa trong không trung như những thiên thần hoặc ma quỷ, tùy thuộc vào quan điểm. Đáng buồn thay, hầu hết những sinh vật này được Kyu tạo ra chỉ để trở thành những sinh vật trang trí cho bầu trời. Do đó, không khác gì những đàn ruồi, họ có rất ít tiềm năng phát triển xa hơn bản năng bay lượn của mình. Ngoại lệ duy nhất được chứng minh là những người bay lượn, là một loài có cơ thể giống khỉ, có đôi cánh lớn kéo dài qua hai cánh tay. Lợi thế của họ là trái tim được chỉnh sửa bởi Kyu, đóng vai trò giống như một tua bin, dùng đưa trực tiếp oxy vào phổi và máu một cách cực kỳ hiệu quả. Dù họ có đủ năng lượng thừa để phát triển các cơ quan tiêu tốn năng lượng nhiều hơn như một bộ não lớn và phức tạp. Người vỗ tay. Tuy nhiên, không phải loài biết bay nào cũng may mắn như những người bay lượn.
từng được sử dụng như cánh để bay lượn như bướm bướm trong những khu vườn kỳ lạ của Q. Chúng đã bị thoái hóa và thu nhỏ lại do sự thiếu hụt oxy của hành tinh sau khi Q rời đi. Tuy vẫn còn mang cánh tương đối lớn ở hai bàn tay, nhưng chúng lại không đủ khả năng để bay lượn và cũng không đủ linh hoạt để cầm nắm như một đôi tay bình thường. Họ không thể đánh lừa và cũng không thể cầm nắm công cụ. Thứ duy nhất họ có thể làm với nó là vỗ liên hồi để thu hút bạn tình. Do đó, họ cứ vỗ cánh tay vô dụng của mình và nhảy múa từng bước đi đến sự tuyệt chủng. Người mù lòa. Khi Q tấn công đế chế người sao, một số đã tìm cách trốn sâu dưới lòng đất, nơi mà Q đã sớm tìm thấy họ và biến đổi họ trở thành những con chuột chũi mù lòa, được gọi là những người mù lòa. Nhưng nơi trú ẩn dưới lòng đất trước đó giờ đây đã trở thành một nơi sinh sống của một hệ sinh thái hoàn toàn khác, một vương quốc của bóng tối vĩnh hằng, được cung cấp năng lượng bởi dòng nước và chất dinh dưỡng từ thế giới bên trên bề mặt. Những cư dân mù lòa sinh tồn nhờ vào khả năng nghe của mình. Họ tìm đường trong màn đêm bằng sóng âm từ những tiếng hét chói tai. Những người bạch tạng giống chuột và rơi này sống trong một vương quốc mà âm thanh và xúc giác, chứ không phải thị giác, là cửa ngõ của nhận thức. Họ đã phát triển những ngón tay dài và các râu xúc giác khổng lồ và một đôi tai linh hoạt để sống trong bóng tối. Nơi lẽ ra là đôi mắt của họ lại không có gì ngoài một mảng da trống rỗng, mịn màng không tì vết. Tuy nhiên, dù với khả năng thích nghi hiệu quả của mình, vương quốc của những người mù lòa đã bị nghiền nát bởi những cuộc kiến tạo địa chất trước khi họ kịp phát triển bất kỳ loại trí thông minh nào để bò ra khỏi những ngôi mộ khổng lồ bên dưới lòng đất của họ. Lopsiders. Trên một hành tinh có trọng lực gấp 36 lần bình thường, Q đã tạo ra các Lopsiders, những sinh vật phẳng phiu, biến dạng và không đối xứng, như thể bước ra từ những bản phác thảo của Picasso. Họ trông giống như những sinh vật dị tật khốn khổ, bị ép giữa những tấm kính. 3 trong số 4 chi của họ đã trở thành các cơ quan giống như mái chèo để bò trên mặt đất. Chỉ một cánh tay gầy guộc nhăn nhúm của họ còn đủ linh hoạt để thực hiện các thao tác cầm nắm phức tạp, và đồng thời đóng vai trò như một chi thu nhận tín hiệu giống như râu của côn trùng. Khuôn mặt của họ là một mờ hỗn độn, với một đôi mắt lồi nhìn thẳng lên trên, trong khi con mắt kia quét về phía trước theo hướng một bộ hàm luôn há ra theo chiều dọc. Dù trông thật quái đản, các Lopsiders đã phát triển mạnh mẽ trong môi trường cực kỳ nặng nề của họ và dần hướng đến xây dựng một nền văn minh. Người sải bước. Ngược lại, trên một thế giới với trọng lực cực kỳ thấp, Q đã tạo ra một loài cao và gầy được gọi là người sải bước. Với cơ thể có thể nói là rất sát với người sao, với hai chi trước để cầm nắm và hai chi sau để di chuyển. Cánh tay, chân và cổ của họ bị kéo căng mỏng đến mức khó tin, nhưng vạt da lớn nở ra khắp cơ thể để tản nhiệt. Đôi khi, chúng thậm chí còn thay đổi màu sắc để phản chiếu ánh sáng và giữ mát, vì sự quá nhiệt là một trong những mối đe dọa thường trực đối với cơ thể cao và gầy guộc một cách kỳ cục của họ. Với chiều cao lớn và cơ thể khẳng khiu, họ sải bước và nhảy nhót qua những khu rừng với các hàng cỏ và cây cối vươn lên như thể các tòa nhà chọc trời nhờ trọng lực thấp. Nhưng người sải bước này rất dễ bị tổn thương, ngay cả với trọng lực thấp của hành tinh, một cú ngã bất ngờ cũng có thể khiến khung xương mỏng manh của họ vỡ vụn. Khoảng 2 triệu năm sau khi Q để lại những tác phẩm nghệ thuật sống cao chót vót của họ, một loài săn mồi đáng sợ đã tiến hóa từ một loài da cầm trên cạn, và chúng đã quét qua thế giới nhẹ bẫng này như một đại dịch và xóa sổ bất kỳ loài nào không thể chống cự. Thật không may, những người sải bước nhẹ nhàng hiền hòa lại là một trong những nạn nhân đầu tiên. Ký sinh trùng. Trên một thế giới khác, nơi mà những người sao đã kháng cự mạnh mẽ trước sự tấn công của Q, Q đã trừng phạt họ bằng những đại dịch ký sinh trùng tự tạo nên từ chính những người sao. Các loài ký sinh này bao gồm nhiều dạng khác nhau, từ ký sinh ngoại trú to bằng những con rùa cho đến những loài ký sinh có kích thước nhỏ hơn để hút máu vật chủ. Thậm chí còn có một số loại ký sinh trùng gây rợn lây nhiễm vào tử cung và ăn bào thai của nạn nhân. Sự trừng phạt này đã diễn ra dưới sự giám sát cẩn thận của Q trong suốt 40 triệu năm. Nhưng vì hệ sinh thái ký sinh này quá phức tạp và hiệu quả đến mức hầu hết các loài ký sinh này đã tuyệt chủng sau khi Q rời đi, do các vật chủ đã bị quét sạch bởi sự lây lan mất kiểm soát của chính họ. Tuy nhiên, một loài ký sinh đã sống sót nhờ vào việc phát triển cơ chế cộng sinh đôi bên cùng có lợi với một vật chủ của họ, như việc họ đã sử dụng khả năng thụ cảm nhạy bén của mình để cảnh báo cho vật chủ của mình biết nguy hiểm. Đổi lại, vật chủ sẽ cung cấp cho những người ký sinh nguồn dinh dưỡng dồi dào từ máu của mình. Người câu cá bằng ngón tay.
trên một hành tinh với nhiều lục địa nhỏ và vô số hòn đảo trên cả mạng lưới biển nông yên tĩnh. Quá trình tiến hóa đã nhanh chóng bắt đầu với vũ điệu mù quáng và không thể đoán trước của mình sau khi đế chế Kyu rời đi. Từng là một loài hậu duệ hoang dã của những người sao xấu số, những người câu cá bằng ngón tay đã tự thích nghi với mọi ngóc ngách có sẵn của hành tinh bất kể khắc nghiệt đến đâu. Họ bắt đầu bằng cách bắt cá từ những bờ biển lặng. Hàng thiên niên kỷ trôi qua và họ đã dựa hoàn toàn vào lối sống bám biển của mình để sinh sống. Những ngón tay thon dài tiến hóa trở thành những lưỡi câu sắc bén. Những chiếc răng được Kyu sửa đổi để ăn tạp đã dần trở thành những chiếc kim châm để xé thịt, xếp ngay ngắn trong chiếc mõm dài và mọc. Trong chưa đầy vài triệu năm, những người câu cá bằng ngón tay chăm chỉ đã tự khẳng định mình là một dòng dõi nổi bật của người sao. Hiếm có một bãi biển, một hòn đảo hay cửa sông nào trên thế giới này lại không có hình dáng xanh xao, cao lêu nghêu của họ. Nhưng dù sung mãn như thế nào, những thợ câu cá này vẫn không gì hơn động vật. Phần nhân tính của họ sẽ chỉ xuất hiện sau một sự tiến hóa thậm chí còn khác thường hơn trong tương lai. Insectophagi là một loài hậu duệ thích nghi với chế độ ăn côn trùng và động vật nhỏ. Có khuôn mặt được bao phủ bởi những tấm da cứng, bàn tay giống với móng vuốt để đào bới và chiếc lưỡi dài giống giun để ngoạm mồi và thích một cuộc sống thầm lặng, yên bình. Nói chung, họ không đặc biệt theo bất kỳ cách cụ thể nào. Nhưng rồi theo thời gian, với những sự trùng hợp ngẫu nhiên và sự may mắn thuần túy sẽ khiến họ trở thành một trong những tia hy vọng cuối cùng của nhân loại. Nhưng chưa phải lúc này. Hiện tại, Insectophagi chỉ quan tâm đến vị trí của các đàn côn trùng và sự khởi đầu của các mùa ra phối mà thôi. Người không gian. Cần phải nhớ rằng không phải toàn bộ người sao đều đã bị khuất phục trước cuộc xâm lăng của Kyu. Trong khi các thế giới của họ lần lượt biến mất, một số cộng đồng người sao đã trốn thoát thành công vào khoảng không của không gian. Hết người này đến người khác, toàn bộ cộng đồng nhanh chóng lên những con tàu di cư khổng lồ và ném mình vào bóng tối, hy vọng sẽ không bị chú ý bởi những sinh vật đang xâm lăng thiên hà của họ. Sau đó, họ nhận ra việc tiếp tục phó mặc số phận của mình trên những con tàu trôi giạt vô định này sớm muộn cũng sẽ phải kết thúc. Họ phải rời bỏ chúng và tự thích nghi hoặc phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Do đó, họ đã khoét rỗng hàng loạt tảng thiên thạch khổng lồ thành các viên kén vũ trụ với kích thước khổng lồ. Những tảng thiên thạch này chứa những bong bóng không khí và nước quý giá cho sự sống, nhưng lại không hề có trọng lực nhân tạo, do họ nhận ra sự thanh thoát trong việc di chuyển sẽ giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn trong những hầm trú ẩn của riêng họ này. Vì không có trọng lực, họ bắt đầu thay đổi do quá trình tiến hóa tự nhiên lẫn các chỉnh sửa nhân tạo. Họ đã trở thành một loài mới hoàn toàn, được gọi là người không gian. Xương của họ được tự do phát triển dài hơn, mỏng hơn và uyển chuyển hơn. Hệ thống tuần hoàn và tiêu hóa được điều chỉnh để tránh các vấn đề về tim và tắc nghẽn. Ngoài ra, còn một thay đổi nhân tạo nữa nghe khá kỳ dị nhưng lại rất hữu dụng, đó là thông qua các lỗ hậu môn đã được sửa đổi. Những người không gian có thể điều hướng cơ thể qua khoảng không bằng các luồng khí tương tự như các thiết bị phản lực. Ngoài ra, họ còn thực hiện vô vàn những thí nghiệm thay đổi cơ thể tương tự và thường thất bại. Tuy nhiên, sau tất cả, họ đã thành công trong việc tạo ra một tương lai. Giấu mình hoàn toàn bên trong những tảng thiên thạch đầy không khí không trọng lượng này, các hậu duệ mảnh khảnh của người sao đã trốn thoát được những đợt càn quét thiên hà của Kyu. Đây là một cộng đồng người di cư vô tận. Ngay cả sau khi Kyu rời đi, họ đã trở nên quá xa lạ đối với phần còn lại của thiên hà để có thể quay trở lại với lối sống tổ tiên của họ. Và họ đã quyết tâm sẽ không bao giờ đặt chân lên một hành tinh nào nữa. Người ám tàn tích. Trong số tất cả các phân loài của nhân loại, chỉ một loài duy nhất vẫn còn cơ hội tiếp cận với những công nghệ còn sót lại của tổ tiên xa xưa của mình. Họ sinh sống trên một hành tinh hoang tàn của thế giới cũ, nơi mà những dấu tích còn lại của người sao vẫn may mắn chưa bị xóa sổ hoàn toàn bởi Kyu. Do đó, họ còn được gọi là những người ám ảnh tàn tích. Dù chỉ là những sinh vật giống vượn với trí tuệ kém phát triển, nhưng sau hàng triệu năm tiến hóa không được kiểm soát bởi Kyu và được vây quanh bởi những thành phố hoang tàn vĩ đại một thời của người sao, những người ám ảnh tàn tích dù đã trở thành phân loài đầu tiên lấy lại được trí thông minh của mình trong thiên hà. Sau đó, với trí tuệ tương đối phát triển và khả năng tiếp cận dễ dàng với các công nghệ cổ đại của người sao, sự phát triển không phanh của họ đã xảy ra như một lẽ tự nhiên. Từng chút một, họ đã giải mã và làm chủ được những bí mật của người sao, cho đến khi họ có được một nền văn minh gần như ngang bằng với tổ tiên của họ cả về trí tuệ và công nghệ kỹ thuật. Tất cả sự phát triển này xảy ra trong một khoảng thời gian nhanh bất thường, và đôi khi các công nghệ cũ thậm chí không có đủ thời gian để hiểu rõ
trước khi bị thay thế bởi các công nghệ mới được tìm ra trong các tàn tích cổ đại. Theo thời gian, tốc độ phát triển quá nhanh đến mức nguy hiểm này đã sớm gây ra những căng thẳng cho cấu trúc xã hội và chính trị của những người ám ảnh tàn tích, khiến họ lần lượt chìm vào những cuộc nội chiến tàn khốc vô nghĩa, thậm chí đã nhiều lần đẩy họ đến bờ vực diệt vong. Nhưng sau cùng, những người ám ảnh tàn tích đã vượt qua được cuộc khủng hoảng của mình. Sự tàn phá của chiến tranh đã tu luyện và khai sáng cho họ để cùng tiến tới sự thống nhất vĩnh viễn về mặt chính trị, xã hội, để cùng tái thiết và thúc đẩy quá trình phát triển của họ hơn nữa. Nhưng rồi, như một sản phẩm phụ của sự may mắn này, họ đã dần có cho mình một tư duy nguy hiểm. Những người ám ảnh tàn tích đã tin rằng họ, với những công nghệ và nền văn minh phát triển bậc nhất trong thiên hà, mới chính là những hậu duệ thực sự của người sao và mới là những chủ nhân thực sự của thiên hà. Và họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giành lại thời đại hoàng kim đã qua của tổ tiên họ cho riêng mình. Sự tuyệt chủng. Thật đáng tiếc là không phải tất cả các loài hậu duệ của con người đều vượt qua được sự tàn nhẫn vô tâm của thời gian. Trên thực tế, cần phải nhận ra rằng phần lớn các loài hậu duệ sau khi Q rời đi đã tuyệt diệt trong thời kỳ chuyển tiếp. Sự tuyệt chủng, cái chết hoàn toàn và tuyệt đối của một gia đình, toàn bộ cộng đồng, toàn bộ loài đã và đang xảy ra trên khắp thiên hà. Nhưng không có gì là tàn nhẫn hay kịch tính trong tất cả những điều này. Sự tuyệt chủng cũng phổ biến và tự nhiên như thể sự hình thành của loài. Đôi khi, một loài đơn giản là không thể thích nghi với sự cạnh tranh hoặc sự thay đổi đột ngột giữa các điều kiện tự nhiên hoặc bị tuyệt diệt vì một sự kiện thảm khốc và ngu ngốc nào đó. Bằng cách này hay cách khác, các loài động vật sinh ra từ con người đã biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, nhân loại vẫn sống tiếp. Bất chấp sự sa ngã của các nền văn minh, dòng chảy của cuộc sống vẫn tiếp diễn, bùng cháy trong vòng luân chuyển không ngừng của thời gian. Khi một loài chết đi và bỏ trống một hốc sinh thái nhất định, những loài khác sẽ sớm bước vào thế chỗ, tiến hóa, trỗi dậy rồi lại biến mất một cách lặng lẽ. Chính từ trong vòng luân hồi vô biên của sự sống và cái chết này, trí thông minh và các nền văn minh đã trở lại với thiên hà như thể những ngôi sao trỗi dậy từ làn sương mù. Phần 3. Sự tiến hóa tiếp theo. Hàng triệu năm đã trôi qua kể từ ngày các vị thần Cừu tàn nhẫn rời đi. Những loài hậu duệ khốn khổ của người sao cuối cùng đã hoặc là tuyệt chủng hoặc là vượt qua được thử thách của thời gian để rồi tự gây dựng nên các nền văn minh của riêng mình. Trong một vài trường hợp, sự trỗi dậy của loài diễn ra nhanh chóng và ít có sự biến động. Nhưng đa số họ đều đã phải trải qua một khoảng thời gian tiến hóa, thích nghi, rất dài và phức tạp. Từ đó thậm chí còn trở nên khác biệt hơn so với tổ tiên ban đầu của họ. Và trong một vài trường hợp đặc biệt, họ thậm chí còn tự tạo ra cho mình các giống loài hậu duệ riêng, chia cắt hoàn toàn khỏi nguồn gốc xa xưa của mình. Khác biệt thường thấy của các loài này so với tổ tiên thú vật hàng triệu năm trước của họ có lẽ có thể ví như sự khác biệt giữa người sao và tổ tiên lông lá của họ tại trái đất. Người rắn, hậu duệ của Jun. Sau hàng triệu năm, mặt trời từng thiêu đốt hành tinh của những người Jun cuối cùng cũng đã dịu xuống và sự sống đã nhanh chóng tràn về bề mặt từ các thành trì dưới lòng đất của họ. Hậu duệ của những người Jun đã sinh sôi tại các hốc sinh thái mới trên mặt đất và dần tiến hóa theo nhiều nhánh sinh vật khác nhau, từ loài bơi lội, đào bới, dã thú và cuối cùng là trở thành một loài thông minh bậc cao được gọi là người rắn. Họ quan sát và học hỏi thế giới xung quanh thông qua một bộ não hình xoắn ốc phát triển và lao động sáng tác văn học, nghệ thuật bằng bàn tay đã tiến hóa từ hai chân sau của tổ tiên mình. Mặc dù đã không còn đặc điểm sinh học nào giống với tổ tiên loài người xa xôi, nhưng sự phát triển xã hội của họ cũng đã đi theo một con đường gần như tương tự, từ các đế chế nông nghiệp nối tiếp bởi các cuộc cách mạng công nghiệp cho đến thử nghiệm các chế độ xã hội khác nhau, chiến tranh thế giới, nội chiến và cuối cùng là toàn cầu hóa. Các thành phố hiện đại của những người rắn trông như thể những mớ hỗn độn của các đường ống ngoằn ngoèo chồng chéo nhau và họ sống trong những ngôi nhà hình cầu giống như những quả bóng làm bằng thủy tinh, kim loại, nhựa và vải rộng hàng km, được bố trí liền kề nhau chặt chẽ đến mức hiếm có sinh vật nào khác có thể di chuyển tự do bên trong. Họ hoàn toàn không có các công trình với diện tích mở như các quảng trường hay công viên vì cuộc sống bên dưới lòng đất trước đây của tổ tiên họ đã khiến cho người rắn sợ các khoảng không gian rộng. Tất nhiên, không có điều gì trong số này là bất thường với người rắn cả. Lối sống tương đối xa lạ này của họ cũng bình thường đối với họ cũng như lối sống của chúng ta đối với chúng ta mà thôi. Trên khắp thế giới của họ, các thành phố khăng khít nhộn nhịp với dân cư.
Mỗi người đều có cho mình những niềm vui, nỗi buồn và công việc của riêng họ, như thể những con người thực thụ. Người xã thủ, hậu duệ của dã thú. Các loài động vật ăn thịt của con người cuối cùng đã thành công trong việc xây dựng các nền văn minh của mình. Hành trình của họ đã trải qua vô vàn những biến đổi và biến cố, đã khiến họ mất đi khả năng thích nghi cho cuộc sống săn mồi. Những chiếc rang to lớn, các móng vuốt đáng sợ, từng được sử dụng để rạch gân và khí quản con mồi, nay lại trở nên nhỏ và mỏng manh hơn, và thường chỉ được sử dụng để phô diễn địa vị xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn là một loài đáng sợ. Thay vì giết chóc bằng móng vuốt và răng nanh, giờ đây họ giết bằng súng đạn và vũ khí nguyên tử. Lối sống bạo lực này của họ đã lấp đầy dòng lịch sử bằng những cuộc chiến tranh và xung đột tàn khốc. Nền văn hóa của họ từ các tôn giáo cho đến phân cấp xã hội đều dựa vào những nghi lễ mang tính bạo lực cao. Nhưng rồi, nền văn hóa bạo lực này của họ đã dần biến mất sau sự ra đời của quá trình hiện đại hóa, khi một nhóm các quốc gia đã nhận ra rằng các cuộc chiến và sự đổ máu đã và đang làm kìm kẹp sự phát triển của xã hội. Do đó, họ đã chọn từ bỏ lối sống cũ và thực hiện phát triển kinh tế xã hội theo hướng ôn hòa hơn. Tuy ban đầu ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức cuồng tín mong muốn duy trì hệ thống cũ và đã gần như dẫn tới một cuộc chiến toàn cầu khác. Nhưng may mắn thay, họ đã vượt qua được thử thách này và tiến tới thống nhất trong một xã hội hòa bình và thịnh vượng. Người nuôi công cụ, hậu duệ của những người bơi lội. Sâu bên dưới lòng đại dương, trí thông minh cũng đã quay trở lại với những người bơi lội. Chính vì môi trường sống đặc biệt của mình, họ đã hình thành một trong những nền văn hóa tiên tiến và có thể là kỳ lạ nhất của toàn bộ dòng dõi loài người. Vì họ sống ở dưới nước nên không thể tạo ra lửa, nền tảng của gần như mọi nền văn minh trên cạn. May mắn thay, họ đã tìm ra cho mình một nền tảng riêng. Đó chính là chăn dắt các công cụ và công nghệ sống, chính là các sinh vật dưới nước khác. Việc này đã bắt đầu từ rất lâu và trải qua một quá trình phát triển dài trước cả khi họ thực sự lấy lại được trí thông minh. Với lợi thế về sự đa dạng vô tận của sự sống dưới biển, những người nuôi công cụ đã thực hiện thuần hóa, chăm sóc và sửa đổi về mặt sinh học đối với những sinh vật hữu ích để trở thành các công cụ cho mình. Từ những công cụ sống này, họ đã gây dựng nên các thành phố khổng lồ từ các vật liệu hữu cơ, được cấp năng lượng bằng những sinh vật khổng lồ giống như những trái tim bơm chất lỏng bổ dưỡng và một mạng lưới các ống dẫn sống, và cung cấp năng lượng cho những bóng đèn phát quang sinh học và các màn hình TV làm bằng các động vật thủy sinh phát sáng. Tương tự, có vô số các thiết bị và công cụ khác được họ tạo ra từ các loại sinh vật sống khác nhau. Và với khả năng siêu việt trong kỹ thuật sinh học, tất cả các đại dương của hành tinh đã hoàn toàn được họ làm chủ. Thậm chí họ đã bắt đầu thực hiện chiếm lĩnh thành công những dải đất liền nhỏ của hành tinh. Ngay cả thế, chỉ một hành tinh thôi là chưa đủ đối với bản năng mở rộng có từ xa xưa của họ. Và thế là những người nuôi công cụ đã bắt đầu chế tạo nên những con tàu vũ trụ sống vĩ đại và bắt đầu vươn ra khỏi các vùng biển sâu của mình để chinh phục các vì sao. Saurosapiens, gia súc của người chăn dắt bò sát. Tại hành tinh hiền hòa đến mức nhàm chán của mình, bộ não kém phát triển bị kìm hãm của những người chăn dắt bò sát đã không thể học hỏi được gì thêm, nên họ đã không bao giờ lấy lại được trí khôn của mình. Nhưng ngược lại, các loài gia súc bò sát của họ đã phát triển ngày càng thông minh. Một trong số đó có hình dáng giống với một loài khủng long săn mồi trong quá khứ của trái đất, đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa của tri giác và xây dựng nên các nền văn minh. Từ đây, vai trò của những con người đần độn và gia súc của mình đã bị đảo lộn. Các chủ nhân thằn lằn được gọi là Saurosapiens thống trị và chăn dắt những hậu duệ của loài người như thể gia súc và sử dụng họ làm thú cưỡi, lực lượng lao động và thức ăn. Dù không hề có mối liên hệ sinh học nào, Saurosapiens theo một mô hình tương đối sát với người sao, vì họ đã chịu ảnh hưởng từ những tàn tích cổ của người sao và của Kiêu nằm rải rác trên hành tinh của họ. Và cũng từ bên trong những tàn tích này, thông qua những nỗ lực khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử, họ cuối cùng đã hiểu ra về nguồn gốc của những đàn gia súc con người đần độn của mình, về loài Kiêu hùng mạnh và những điều mà người sao đã phải chịu đựng. Và do đó, họ đã trở nên vô cùng lo sợ rằng Kiêu sẽ quay trở lại thiên hà này và luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Người mô đun, hậu duệ của người thuộc địa. Sự tiến hóa là một trong những sự kiện khó đoán nhất của tự nhiên. Nó có thể lạnh nhạt một cách tàn nhẫn, nhưng đôi lúc cũng có thể trở nên đẹp đẽ đến diệu kỳ. Và sự tồn tại của người mô đun chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thật này. Tổ tiên của họ, những người thuộc địa, là một trong những đứa con dị dạng và thông minh nhất của người sao. Nhưng trong suốt nhiều triệu năm,
họ lại luôn bị giới hạn bởi cơ thể què quặt vô vọng của mình. Dẫu vậy, họ vẫn luôn là những người sống sót kiên cường, có thể duy trì sự sống bên trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, cho dù bản thân có muốn hay không. Vì điều này, khi thời gian trôi qua, sự tiến hóa cuối cùng đã trao cho họ món quà tốt đẹp nhất của mình, sự thay đổi. Họ đã bắt đầu tự tổ chức thành các tổ chức nhóm thuộc địa tách biệt thay vì các tấm thảm khổng lồ độc nhất. Bên trong các khối thuộc địa này, mỗi cư dân sẽ thực hiện một chức năng duy nhất và hưởng lợi từ nỗ lực chung của những người khác. Một cách chậm rãi, họ bắt đầu tiến tới thời kỳ vĩ đại của sự tổ chức. Trong đó, các thuộc địa khác nhau cạnh tranh với nhau bằng cách phát triển các cư dân thuộc địa chuyên biệt với vai trò như là vũ khí hay giáp bảo vệ. Thậm chí các tổ chức thuộc địa còn có thể tự tách mình hoàn toàn khỏi mặt đất và di chuyển bằng các cư dân có hình dạng giống sao biển, đóng vai trò như là chân và vòi hút chất dinh dưỡng của tổ chức thuộc địa. Cuối cùng, những người chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang này là một thuộc địa khổng lồ có tri giác, được tạo thành từ một loài hậu duệ mới của những người thuộc địa, được gọi là người Modul. Họ sống bên trong những thành phố được tạo nên từ sự kết hợp của hàng tỷ người khác. Họ có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, và tất cả đều có nhiệm vụ và trò riêng của mình đối với thành phố thống nhất. Tùy vào yêu cầu của cuộc sống, họ có thể kết hợp với nhau và tách ra, hoặc trao đổi các bộ phận của mình với các tế bào Modul khác. Và điều duy nhất bất biến trong quá trình tồn tại lâu đời của họ chính là sự thống nhất hoàn toàn về mặt tinh thần và văn hóa. Thông qua cấu trúc sinh học tưởng chừng vô dụng của họ, những người Modul đã làm được điều không thể. Họ đang thực sự sống bên trong một thế giới hòa bình và bình đẳng không tưởng, nơi mọi người đều hạnh phúc khi được trở thành một phần của một tập thể đoàn kết vĩ đại hơn, một thiên đường có thực giữa các vì sao. Terra Sapiens, hậu duệ của những người bay lượn. Trái tim mạnh mẽ của những người bay lượn đã giúp họ chiến thắng trong quá trình tiến hóa. Nhưng không may, ngay cả bầu trời cũng có giới hạn của mình, và sự cạnh tranh lãnh thổ của họ đã ngày càng trở nên khốc liệt. Hậu quả là một số dòng dõi của họ đã chọn từ bỏ đôi cánh của mình và quay trở lại mặt đất, giống như những loài săn mồi, động vật ăn cỏ và thậm chí là thủy sinh khác nhau. Tuy nhiên, những người bay lượn từ bỏ bầu trời chưa bao giờ có lại được trí thông minh, và thay vào đó, nền văn minh đã được tạo nên trên bầu trời. Một loài tiến hóa từ một dòng động vật săn mồi giống cò có khả năng bơi lội được gọi là Terra Sapiens đã tiến hóa một bộ não đủ lớn để thực hiện các tư duy trừu tượng và phức tạp hơn. Bàn chân từng được sử dụng để bắt mồi dưới nước của họ đã trở nên linh hoạt hơn, đóng vai trò như là cánh tay, đã dần giúp họ gây dựng nền văn minh của mình. Khả năng bay lượn của họ đã giúp Terra Sapiens trở thành một chủng tộc thống nhất toàn cầu do sự vô nghĩa của các ranh giới quốc gia và những cản trở địa lý. Với sự di chuyển dễ dàng vốn có như vậy, tri thức và phát kiến công nghệ đã lan truyền quá nhanh, khiến cho sự khác biệt về kinh tế xã hội gần như không thể hình thành. Với tư duy toàn cầu và quan hệ bình đẳng, bao gồm vô vàn những cây sao đậu chọc trời được tiêm năng lượng thông qua các nhà máy nguyên tử, đối với nhiều loài khác, cuộc sống của họ dường như hoàn hảo, nhưng ít ai biết rằng họ đã phải trả một cái giá không thể tránh khỏi. Trái tim của họ, ngay cả khi được tăng cường bằng công nghệ sinh học tiên tiến của Q, đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ cùng lúc sức bay và bộ não lớn đến mức quá khổ của họ. Kết quả là họ có tuổi thọ rất ngắn. Các Terra Sapiens trưởng thành về mặt sinh dục khi mới 2 tuổi, bước vào thời kỳ trung niên khi 16 tuổi và thường sẽ chết vào năm 23 tuổi. Chu kỳ nghiệt ngã này đã khiến họ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc tồn tại của mình, và họ luôn cố gắng cống hiến nó một cách cuồng nhiệt cho xã hội. Ở trong các thành phố của họ, cuộc sống luôn diễn ra với tốc độ phi thực tế, với các cư dân vội vã để lấp đầy thời hạn thoáng qua của mình với những điều ý nghĩa. Nhưng nếu nhìn vào phương diện khoa học hơn, thì họ đơn thuần là nạn nhân của bệnh tim. Người bất đối xứng, hậu duệ của Lopsiders. Mặc dù bị biến dạng nặng nề bởi lực hấp dẫn, cộng đồng Lopsiders cuối cùng đã có được trí khôn và bắt đầu phát triển một nền văn minh hiện đại chỉ trong vòng vài triệu năm ngắn ngủi. Họ đã xây dựng những thành phố khổng lồ bên dưới lòng đất với đầy đủ những tiện nghi mà tổ tiên từng có, từ trường học cho đến bệnh xá. Dù trông dị dạng và có lối sống kỳ lạ, nhưng các Lopsiders lại vô cùng con người, với tất cả những đức tính tốt đẹp và xấu xa của họ. Do đó, việc họ mở rộng ra bên ngoài và tìm kiếm những biên giới mới để xâm chiếm là điều tự nhiên. May mắn thay, hệ mặt trời của họ còn có các hành tinh khác, tương tự như thế giới của họ ở gần như mọi khía cạnh, chỉ ngoại trừ trọng lực. Do đó, việc mở rộng ra bên ngoài và tìm kiếm những biên giới mới để xâm chiếm là điều tự nhiên. Do đó, để thích nghi với các môi trường mới này,
họ đã cố gắng thay đổi bản thân như cách mà những người sao trước kia đã làm, thông qua những nỗ lực thí nghiệm sinh học và di truyền kéo dài nhiều thế niên kỷ. Một loài hậu duệ mới của họ được gọi là người bất đối xứng đã được tạo ra. Với cơ thể thậm chí còn kỳ dị hơn loài gốc của mình, người bất đối xứng có khả năng đứng thẳng bằng tổ hợp nhiều chi tương tự như chân của loài rết cổ. Còn cánh tay gầy guộc đơn lẻ của Lopsiders đã được kéo dài hơn nữa. Khuôn mặt vốn đã kỳ dị của họ này thậm chí còn kinh dị hơn, với cái miệng dọc, lỗ tai, mũi đều cùng nằm trên một mặt phẳng. Họ được phân tán ra các hành tinh có trọng lực thấp hơn. Người bất đối xứng đã phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt và nhanh chóng vượt mặt các tổ tiên nặng nề của mình. Song giống với những người sao hỏa xa xưa, họ đã dần trở nên xa cách hành tinh mẹ đẻ của mình. Và theo thời gian, các cuộc chiến tranh đã nổ ra như một lẽ tự nhiên giữa các Lopsiders và những đứa con vô ơn của mình. Nhưng không như câu chuyện của trái đất và sao hỏa, lần này chỉ có một người chiến thắng, đó chính là những người bất đối xứng, và họ đã tuyệt diệt chính loài mẹ đẻ của mình một cách tàn nhẫn để rồi tiếp tục khám phá vũ trụ bao la một mình. Symbiotai, hậu duệ của ký sinh trùng. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa ký sinh trùng và vật chủ của họ đã trở nên không thể tách rời, đến mức họ trở thành hai loài như một. Các vật chủ đã tiến hóa thêm các đặc điểm cơ thể chỉ để hỗ trợ quá trình cộng sinh của hai loài, như các vùng lõm có lông bảo vệ trên cơ thể để ký sinh trùng bám vào. Nhưng thay vì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của tổ tiên, loài Symbiotai, hậu duệ của các ký sinh trùng, đã trở thành loài làm chủ và hưởng lợi hoàn toàn. Mặc dù các vật chủ vẫn còn sở hữu cơ thể khỏe mạnh của riêng mình, họ lại hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, đóng vai trò như là những con rối vô tri dành cho các Symbiotai mặc sức điều khiển và thay đổi thông qua các tín hiệu sinh học từ vị trí bám của mình. Và với lực lượng lao động nô lệ này, các ký sinh trùng đã dần gây dựng nên nền văn minh của mình với trật tự xã hội không quá khác biệt đối với con người, bao gồm địa vị, các quốc gia, chính trị, thậm chí cả hệ thống kênh truyền hình thông qua những tổ hợp cột phát tín hiệu vô tuyến khổng lồ. Như thành phố và nhà ở của Symbiotai được xây dựng theo hình dáng và kích cỡ của các vật chủ, cùng với các hốc nhỏ để họ nghỉ ngơi sau khi rời khỏi vật chủ. Và mặc dù đã phát triển các công nghệ để giúp họ sống một cách độc lập, họ vẫn giữ thói quen sử dụng vật chủ vì truyền thống và sự tiện lợi. Một Symbiotai có thể sở hữu nhiều vật chủ, được thay đổi thường xuyên để phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như một vật chủ bảnh bao và nghiêm nghị để đi làm vào buổi sáng, và một vật chủ thoải mái hơn khi về nhà. Người cánh buồm, hậu duệ của người câu cá bằng ngón tay. Trong tất cả các loài thì có lẽ loài có quá trình tiến hóa sinh học rõ rệt nhất chính là người cánh buồm, hậu duệ của người câu cá bằng ngón tay. Vì các loài cá gần bờ không còn đủ đáp ứng nhu cầu lương thực của họ, họ đã bắt đầu vươn ra biển lớn. Các ngón tay của họ đã dần trở nên dài hơn và được nối liền với nhau bằng một tấm màng da lớn trông như đôi cánh, nhưng chúng không được sử dụng để bay. Thay vào đó, chúng trở thành những cánh buồm để đưa họ vượt đại dương một cách dễ dàng. Thay vì sử dụng ngón tay như tổ tiên, họ dùng miệng và chiếc lưỡi đã tách ra thành các chùm cơ đảm nhận vai trò của đôi bàn tay khéo léo để bắt mồi. Và vì họ phải ghi nhớ các tuyến đường và vùng biển có cá một cách chính xác, bộ não của họ cũng đã dần phát triển hơn. Dù cũng đã mất một khoảng thời gian rất dài và nhiều biến cố, xung đột, người cánh buồm đã tạo nên cho mình một nền văn minh vững chắc và ổn định của riêng họ. Satyriax, hậu duệ của những người khoái lạc. Sau một khoảng thời gian dài bất thường, những người khoái lạc cũng đã có cho mình câu chuyện về sự thay đổi. Bị nhốt giữa thế giới thiên đường tĩnh tại tràn ngập khoái cảm và tốc độ tiến hóa chậm chạp vốn có của họ đã khiến họ dường như miễn nhiễm với sự thay đổi của thời gian. Nhưng rồi, một loạt các thảm họa địa chất đã xảy ra và đã gây ra một sự sụt giảm dân số nghiêm trọng đối với những người khoái lạc. May mắn thay, nhờ vào một bộ phận nhỏ những người được cho là dị dạng, có khả năng sinh sản nhanh, họ đã sống sót. Và những người khoái lạc còn lại này sau đó đã trở thành một loài thông minh mới mang tên Satyriax. Nhìn chung, những sinh vật này có đặc điểm sinh học rất giống với tổ tiên thích khoái lạc của họ. Ngoại trừ việc giờ đây họ có một tư thế cơ thể gần như giống với loài khủng long, với một chiếc đuôi lớn nối dài từ xương chậu. Mặc dù họ đã từ bỏ lối sống tình dục điên cuồng của tổ tiên mình, cuộc sống xã hội của họ vẫn giữ lại một chút sắc thái thú vị của sự hoan lạc. Với trí tuệ phát triển, thế giới của người Satyriax đã một lần nữa được gây dựng để trở thành mái nhà của niềm vui bất tận, với các lễ hội, buổi hòa nhạc và những nghi thức tình dục hoan lạc truyền thống diễn ra đều đặn sau mỗi tuần làm việc. Và điều còn tuyệt vời hơn nữa là lần này, niềm vui đã được cảm nhận bởi trí thông minh thực sự. Người mặt bọ, hậu duệ của Insectophagi. Theo thời gian,
Insectovergai đã trở nên giống con mồi của họ. Các tấm da mặt cứng từng được sử dụng để bảo vệ chống lại vết đốt và cắn của côn trùng đã dần hòa làm một với cấu trúc hàm. Bàn tay và bàn chân của họ có các ngón nhỏ và nhọn như gọng kìm. Và ngay cả với nỗ lực kìm hãm trong gen gây ra bởi Q, bộ não của họ đã dần hình thành trí thông minh thông qua một dòng dõi bị đột biến của Insectovergai. Giống như nhiều loài khác, những người mặt bọ cũng đã phải trải qua nhiều chu kỳ biến động liên tiếp để trở thành một nền văn minh phát triển. Nhưng họ đã phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt hơn cả, đó chính là sự xâm lược từ một giống loài ngoài hành tinh. Lịch sử đã không ghi lại nhiều về những kẻ xâm lược này. Ngoại trừ việc không giống như Kyu, loài này đã bị đánh bại hoàn toàn sau nhiều chu kỳ khốc liệt của các cuộc chiến trên quỹ đạo lẫn mặt đất. Mặc dù bị đánh bại, những kẻ xâm lược ngoại lai này đã thành công trong việc để lại dấu vết của chúng. Chúng đã để lại cho thế giới của những người mặt bọ một hệ động thực vật kỳ lạ. Những loài này sau đó đã phát triển mạnh mẽ trên hành tinh rất lâu sau khi chúng rời đi. Quan trọng hơn, cuộc xâm lược này đã hình thành trong tư duy của người mặt bọ một tư tưởng bài ngoại cực đoan, đến mức họ thậm chí còn e ngại cả những loài có cùng tổ tiên loài người trên các hành tinh khác. Nhưng rồi, thông qua một sự chế giễu của số phận, nỗi sợ hãi của họ sẽ được chứng minh là chính đáng. Nhưng chưa phải lúc này, những người mặt bọ vẫn còn thời gian. Phần 4. Sự diệt chủng và sự tái sinh. Theo thời gian, tất cả các giống loài đều đã tìm thấy dấu vết của người sao và Kyu trên các hành tinh của mình và đã dần hiểu ra nguồn gốc nghiệt ngã của họ. Những khám phá này đã dẫn tới một nhận thức chung rằng có thể vẫn còn có những loài chị em khác giống họ đang ở khoảng cách xa xôi không thể tưởng tượng được bên ngoài không gian. Do đó, từng bước một, các nền văn minh non trẻ đã bắt đầu thăm dò bầu trời để tìm kiếm các họ hàng xa của mình. Và theo thời gian, các liên lạc đầu tiên đã dần được thiết lập bằng tín hiệu vô tuyến giữa các hành tinh. Và trong vòng 40 triệu năm tiếp theo, sau lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai loài hậu duệ của người sao là người sát thủ và Satyriak, gần như tất cả các loài hậu duệ của người sao đã lần lượt tìm thấy nhau và cùng bắt tay và tham gia một liên minh thiên hà, trong đó bao gồm cả những người mặt bọ bài ngoại sau gần 40 triệu năm tự cô lập mình vì không thể tin tưởng các giống loài khác. Tuy nhiên, liên minh thiên hà của họ hầu như chỉ nằm trong lĩnh vực trao đổi tri thức, vì việc du hành không gian hay giao thương thực tế giữa các vì sao xa xôi là quá khó để có thể thực hiện được. Giống như các thuộc địa cũ của người sao, các loài đã cùng hợp tác thông qua trao đổi thông tin và kinh nghiệm một cách cởi mở và thân thiện. Bất chấp những khác biệt lớn của các nền văn hóa và chủng loài, những nỗ lực chung của đế chế này đã tập trung vào hai vấn đề chính, bao gồm thống nhất chính trị và tăng cường tri thức về vũ trụ, sẵn sàng liên tục cho các cuộc xâm lược có thể xảy ra của người ngoài hành tinh. Vì họ đều đã bắt gặp những dấu vết còn lại của Kyu và không ai muốn kịch bản tương tự lặp lại. Tuy nhiên, mặc cho xu hướng thống nhất của các loài, một đế chế loài người khác cũng đã được thành lập, được tạo ra bởi loài Astromorph, hậu duệ của người không gian. Ban đầu là những người tị nạn vô phương hướng, họ đã nhanh chóng làm chủ được sự rộng lớn của không gian giữa các vì sao. Các thuộc địa bằng thiên thạch rỗng bị cô lập của họ liên kết với nhau để rồi tạo thành một tổ hợp khổng lồ chồng chéo nhau, đủ lớn để chứa cả hệ thống sao. Nhưng không có hành tinh nào nằm trong đế chế của Astromorph, cũng như những tảng thiên thạch mà họ đã trú ẩn trong hàng triệu năm. Trong cuộc kiến trúc khổng lồ ngoài sức tưởng tượng này, hầu như chỉ chứa những bong bóng khí, nơi cư dân của nhiều thuộc địa có thể cùng hỗ trợ nhau phát triển tối đa. Không có sự cản trở nào từ lực hấp dẫn, bộ não của họ đã phát triển đến những kích thước chưa từng thấy. Và mỗi thế hệ người Astromorph mới lại nghĩ ra các thí nghiệm để tạo ra các thế hệ con cháu có khả năng tư duy lớn hơn, giúp hiểu về các khái niệm và cấu trúc mà con người ngày nay khó có thể hình dung được. Giờ đây, các Astromorph chỉ chú tâm vào xác định những giới hạn sinh lý của tâm trí con người và cách để phá bỏ hoàn toàn chúng để chinh phục những nền tảng mới trong triết học, nghệ thuật và khoa học bên trong nền văn hóa kỳ lạ của mình. Tuy nhiên, một số khía cạnh cơ bản của con người, chẳng hạn như mong muốn phát triển lãnh thổ vẫn còn. Do đó, các Astromorph đã xây dựng những hạm đội tàu không gian vĩ đại và lan rộng tầm ảnh hưởng của họ tới gần như mọi hệ thống sao trên khắp thiên hà. Trong vòng chưa đầy 1.000 năm, thiên hà đã bị bao vây bởi một đế chế loài người mới và xa lạ hơn nhiều. Vì chủ nhân của đế chế này hoàn toàn không còn hứng thú với các hành tinh, những quả bóng nhỏ bằng đất và còi cọc xấu xí. Những thuộc địa di động của họ đã chọn định cư ở các vành đai của các hệ thống sao, lặng lẽ quan sát cuộc sống của những loài anh chị em đang phát triển và lụi tàn trên các thế giới, như thể những vị thần nhàn hạ thực sự giữa các vì sao. Khi đế chế loài người nhận ra sự tồn tại của các Astromorph, họ đã lo sợ điều tồi tệ nhất, đó là xảy ra chiến tranh. Nhưng may mắn cho họ, những sinh vật thần thánh xa lạ này thực sự không quan tâm đến đế chế kia,
cũng như bất kỳ điều gì mà họ đang nắm giữ. Bởi lẽ các Astromorph đã gần như chạm tới đích đến cuối cùng của cuộc sống từ lâu và đã hài lòng với cuộc đời thanh bình của mình, khiến họ trông giống như một thứ sức mạnh toàn năng không thể hiểu nổi của tự nhiên trong mắt các loài chị em của mình. Và như vậy, hai đế chế nhân loại hùng mạnh đã cùng tồn tại mà không can dự tới nhau và dần tự gây dựng nên những thiên đường của riêng mình. Các giống loài đã cùng chạm tới trình độ văn hóa, phúc lợi và công nghệ không thể tưởng tượng được trước đây. Mỗi loài đều đã tự xâm chiếm hàng chục thế giới của riêng mình, trong đó các quốc gia, nền văn hóa và cá nhân sống đúng với tiềm năng cao nhất của sự tồn tại của họ. Có lẽ không cần phải nói, tất cả những điều này chỉ thực hiện được thông qua việc liên lạc thường xuyên và cởi mở với toàn Thiên Hà. Hầu hết các giống loài đều coi điều này là đương nhiên và nghiêm túc tham gia vào sự hợp tác giữa các loài. Tuy nhiên, vẫn còn một loài nữa, một loài nham hiểm, thầm lặng đã từ chối tham gia. Thông qua họ, đế chế nhân loại sẽ bị hủy hoại. Sau bài học về Q, đế chế Thiên Hà thứ hai liên tục theo dõi chống lại những cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Trời trêu thay, họ lại bỏ qua việc canh chừng lẫn nhau. Cuộc xâm lược vĩ đại lần thứ hai của Thiên Hà không đến từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Những người ám ảnh tàn tích, những người may mắn được thừa hưởng bí mật của người sao và Q khi các loài khác chỉ là động vật, cho tới lúc này đã trải qua một bước tiến vượt bậc về sức mạnh công nghệ, đến mức họ có thể coi là ngang bằng, nếu không muốn nói là hơn cả các Astromorph của khoảng không. Nhưng không giống với các loài khác, sự lên ngôi của họ không hề lành mạnh. Hãy nhớ lại rằng, hầu hết họ đều đã bị loạn trí với giả định rằng họ là người thừa kế duy nhất của người sao. Do đó, họ đã từ chối liên lạc với các giống loài chị em của mình trên các hành tinh khác và tự cô lập mình với phần còn lại của Thiên Hà. Sự kiêu ngạo thần kinh này sau đó đã trở nên thực sự nguy hiểm sau khi họ thực hiện hoán đổi thần xác. Nguồn gốc của sự thay đổi này là một thảm họa tự nhiên. Sau hàng triệu năm, mặt trời của những người ám ảnh tàn tích đã ngày càng giãn nở ra lớn hơn và đe dọa sự thiêu đốt hành tinh của họ. Dù công nghệ đã tiến bộ đến đâu, họ cũng không thể làm gì để ngăn chặn quá trình này. Vì vậy, họ chỉ có một lựa chọn, đó là thích nghi. Nhưng vì cơ thể sinh học dễ bị tổn thương của họ không thể làm được điều này, họ đã thay thế nó với máy móc. Dưới hình dạng của những quả cầu kim loại trôi nổi với khả năng di chuyển và tác động đến môi trường xung quanh thông qua các trường trọng lực tiên tiến. Như vậy, họ đã trở thành một loài mới, được gọi là Gravito. Mặc dù không còn cơ thể xác thịt, tâm trí dưới dạng siêu máy tính lượng tử của Gravito vẫn hoàn toàn là con người, với đầy đủ những tham vọng và ảo tưởng của con người. Điều này kết hợp với cơ thể máy móc cho phép họ chinh phục không gian một cách dễ dàng, đã khiến cho chiến tranh giữa các vì sao trở thành một viễn cảnh khả thi để đáng sợ. Các Gravito từ lâu đã quen với cơ thể máy móc của mình và đơn giản là không chịu thừa nhận sự sống của những loài chị em khác. Và khi sự cố chấp này được trộn lẫn với tư tưởng cực đoan của họ rằng họ mới là người thừa kế duy nhất của người sao, thì hệt như cách mà một người diệt côn trùng bên trong một tòa nhà bỏ hoang, sự diệt chủng đã được họ thực hiện đối với các loài khác một cách bình thản. Triều đại của những cỗ máy. Phải mất thêm một thời gian dài để các Gravito chuẩn bị. Các hệ thống phản lực đã được họ hoàn thiện và có khả năng chịu được các bước nhảy giữa các vì sao. Và rồi, khi họ quyết định rằng thời gian đã điểm, cuộc diệt chủng hàng loạt của họ bắt đầu. Các hạm đội xâm lược khổng lồ đã được họ xây dựng, nhưng hiếm khi các Gravito cần thiết phải triển khai chúng, vì đã không một nền văn minh nào trong Thiên Hà có thể đoán trước được sự tấn công bất ngờ này. Hầu hết các cuộc tấn công của Gravito tuân theo một khuôn mẫu đơn giản đến tàn bạo. Mặt trời của các hành tinh mục tiêu sẽ bị họ che lấp phía sau một cánh buồm đen rộng hàng triệu km và mặc cho hành tinh chết dần. Nhưng nếu các thế giới xấu số này có thể chống cự, Gravito đơn giản sẽ phóng vào nó những tiểu hành tinh khổng lồ để kiệt liệu. Trời chiều thay, sự tấn công này không hề xuất phát từ sự căm thù những loài khác. Vì bản chất, các Gravito không phải là một loài xấu xa, ít nhất là trong nhận thức của họ. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng kể cả sau khi vừa hạ lệnh tiêu diệt hàng tỷ sinh mạng, thì một Gravito vẫn có một mái ấm để trở về, bạn bè để trò chuyện và con cái để nuôi dạy. Họ chỉ đơn giản không được nhìn ra được vị trí của sự sống hữu cơ bên trong trật tự máy móc và số học của mình và coi tất thảy các loài khác như thể bụi bẩn trong một tòa nhà đã lâu không được dọn dẹp mà thôi. Và với sự vô tư đó, các Gravito đã tàn sát từng loài một. Chỉ trong 10.000 năm, sự tuyệt chủng đã tìm đến mọi hành tinh có sự sống hữu cơ của Thiên Hà. Hầu như tất cả các loài hậu duệ của người sao, những sinh vật độc nhất đã phải chịu đựng sự thống khổ từ Q, nỗ lực vượt qua lưỡi dao của thời gian để rồi xây dựng nền thế giới của riêng mình, đã biến mất không một dấu vết. Ngay cả loài Q cũng biết trân trọng sự sống. Và mặc dù họ đã vùi dập và thay đổi nạn nhân của mình,
thì cuối cùng Kiu đã cho phép họ sống sót. Tuy nhiên, đối với những cỗ máy này, sự sống không hề có giá trị. Cuộc xâm lược của máy móc đã mang đến làn sóng tuyệt chủng lớn nhất mà thiên hà này từng được chứng kiến. Vì nó không phải là một hành động chiến tranh đơn thuần của loài này chống lại loài khác, mà là sự hủy diệt có hệ thống đối với chính bản thân sự sống. Nhưng, vì một lý do nào đó chưa thể được hiểu rõ, trên toàn thể thiên hà chết chóc bao la vẫn còn lại duy nhất một loài không bị Gravito tiêu diệt. Đó chính là những người mặt bọ. Và dưới sự cai trị của máy móc, nền văn minh bị hủy hoại hoàn toàn của họ đã bước vào một thời kỳ đen tối hoàn toàn mới. Sau những nỗ lực gần như vô ích nhằm cường hóa các khả năng của cơ thể để chống lại sự tấn công của bức xạ mặt trời, các Gravito này đã gần như làm chủ được các kỹ thuật sinh học siêu việt gần như ngang ngửa Kiu, và họ đã sử dụng chính nguồn tri thức này để thực hiện các thí nghiệm sinh học đối với những người mặt bọ xấu số, biến đổi họ thành hàng vạn chủng loài quái dị khác nhau được gọi chung là Subjects, với hình thù và mục đích sử dụng quái đản đến mức khiến cho những sản phẩm trước đó của Kiu trông tầm thường. Phần lớn trong số họ đã được sửa đổi để thực hiện các công việc chân tay như lực lượng nô lệ của Gravito, được coi là những người may mắn hơn. Một số khác chỉ tồn tại dưới dạng tế bào nuôi cấy với tác dụng trao đổi khí và lọc chất thải. Thậm chí, dưới bàn tay của một số nghệ nhân Gravito, các Subjects còn bị biến thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, những sinh vật độc nhất vô nhị, tồn tại chỉ để trưng bày trong các bảo tàng hay thư viện, hoặc làm nhạc cụ để chơi một bài nhạc mới nổi nhất định nào đó. Nhưng may mắn thay, dù chỉ là công cụ, nô lệ hay cho giải trí, bộ gen con người vẫn còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn xuyên suốt sự thống trị kéo dài hơn 50 triệu năm không tưởng tiếp theo của đế chế Gravito. Sự chia rẽ và sự sụp đổ của đế chế máy móc. Mặc dù có sức mạnh bao trùm thiên hà và tồn tại dưới hình dạng máy móc, đế chế Gravito không hoạt động đồng nhất như một mạng lưới máy tính mà bao gồm hàng chục phe phái khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng tình về mọi thứ, bao gồm cả cách đối xử với các nô bộc hữu cơ bị áp bức của họ. Một số máy móc thông qua việc nghiên cứu các học thuyết tôn giáo, xã hội và triết học đã bắt đầu hiểu được tính phổ quát của cuộc sống và quyền sống của những loài hữu cơ. Do đó, họ đã dần bí mật tạo ra các dòng dõi mới của các Subjects có thể sống và tư duy một cách tự do hơn. Trong một số trường hợp đáng nhớ, các kỹ sư máy này đã vì tình yêu với những sáng tạo của họ mà hy sinh mạng sống của mình. Sự tử vì đạo này của họ đã truyền cảm hứng cho nhiều Gravito khác dần suy nghĩ khác đi về quyền lợi của các Subjects. Theo thời gian, hệ tư tưởng tôn trọng sự sống hữu cơ này đã đạt đủ động lực để được thực hành một cách công khai trong cuộc sống hàng ngày như một tôn giáo trong xã hội Gravito. Tất nhiên, gia phái khoan dung này cũng đã sớm xung đột với các đối thủ theo đường lối cứng rắn, trọng máy móc của họ. Cả hai phe phái đều vô cùng kiên định với lý tưởng của mình, và sự căng thẳng cuối cùng đã dẫn tới chiến tranh khi các Gravito ôn hòa tuyên bố muốn biến một loạt thế giới máy móc của mình thành nơi sinh sống mới cho các nô lệ sinh học. Và như vậy, đế chế máy móc đã trải qua cuộc nội chiến đầu tiên. Tuy cuộc chiến ngắn ngủi này không gây ra bất kỳ thiệt hại lâu dài nào cho đế chế Gravito, nhưng nó đã làm sáng tỏ một sự thật rằng ngay cả tổ chức khủng mạnh nhất mà thiên hà này từng chứng kiến cũng không hề hoàn hảo. Về lâu dài, những cuộc đấu tranh nội bộ của đế chế máy móc hoàn toàn có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của nó. Nhưng không cần phải đợi lâu như vậy, vì đế chế máy móc đã chết một cái chết nhanh chóng hơn nhiều. Trong suốt nhiều triệu năm, đế chế Gravito và Astromorph đã nhìn nhau với sự căng thẳng cực độ. Cả hai vẫn chưa đụng độ với nhau trong các cuộc xung đột công khai, ngay cả trong cuộc đại diệt chủng, vì các Astromorph vẫn chỉ chiếm giữ các vùng không gian, còn đế chế máy móc chiếm đóng các hành tinh. Cả hai đều là những thế lực khủng mạnh nhất của thiên hà, với sức mạnh quân sự khủng khiếp của họ được cân bằng gần như đồng đều, và mỗi bên đều biết rõ rằng chiến tranh giữa hai loài sẽ chỉ dẫn tới sự hủy diệt của cả hai, và chỉ có sự điên rồ mới có thể gây ra một cuộc xung đột như vậy. Nhưng theo một nghĩa nào đó, đế chế máy móc sau nội chiến đã trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Và để chuyển hướng sự chú ý qua các cuộc đấu tranh nội bộ và hàn gắn lại các chia rẽ đang ngày càng đe dọa sự thống nhất của mình, các Gravito đã cố gắng tìm ra cho mình một kẻ thù chung. Thật không khôn ngoan khi kẻ thù họ lựa chọn lại chính là Astromorph. Ngay sau phát súng đầu tiên, các cuộc xung đột kéo dài đến nhiều triệu năm nữa giữa Gravito và Astromorph đã nổ ra. Và kết quả là những thiệt hại về người và tài nguyên khiến cho cuộc diệt chủng máy móc ban đầu dường như bị lù mờ. Khi bụi vũ trụ lắng xuống, những người chiến thắng đã lộ diện, và lần này đó chính là đế chế Astromorph. Sau 50 triệu năm liên tục tự hoàn thiện sinh khối của loài, họ đã thay đổi không thể nhận ra. Bộ não quá khổ của họ đã trải dài ra như đôi cánh ở hai bên đầu, và các chi có nguồn gốc từ ngón tay đã tạo thành một tổ hợp chân có màng phức tạp.
được hỗ trợ bởi các siêu công nghệ và sự kiên nhẫn vô hạn. Những sinh vật thần thánh này đã gần như tiêu diệt hoàn toàn máy móc, mặc dù cũng đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Sau khi đế chế máy móc sụp đổ, các Astromorph đã quyết định rằng sẽ chấm dứt vòng lặp diệt chủng này. Họ đã thu thập các subject còn sống sót và tạo ra các hành tinh mới để họ sinh sống. Trong thời đại tái thiết kéo dài trong 2 triệu năm này, các Astromorph đã đóng vai các vị thần thực sự, tạo ra những thế giới mới từ hư vô và ban phát sự sống cho cả thiên hà. Để đảm bảo sự ổn định và tránh những mối họa tương tự Gravito trong tương lai, Astromorph đã tạo ra các sinh vật mới để cai quản tại các hành tinh, được gọi là người mặt đất. Tất nhiên, nỗ lực cai quản này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Trong nhiều trường hợp, các chủng tộc non trẻ khước từ sự cố vấn của họ và đôi khi còn nổi loạn chống lại họ. Và tội ác này luôn bị trừng phạt bằng sự tuyệt chủng nhanh chóng. Hơn nữa, ngay cả những người trên cạn cũng có thể trở nên hư hỏng. Thay vì đưa ra sự hướng dẫn, người trên cạn trên nhiều hành tinh chỉ đơn giản đóng vai thần thánh, tiêu diệt những câu chuyện tôn giáo giả tạo xung quanh họ để bóc lột thần dân của mình một cách trơ trẽn. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tri giác hữu cơ đã dần quay trở lại và giành lại sự thống trị của nó trong thiên hà. Một đế chế mới bao gồm vô số hậu duệ của các subjects được quản lý bởi người trên cạn và được giám sát cẩn thận bởi các Astromorph toàn năng đã được sinh ra. Và nó đã đạt được những tiến bộ và thịnh vượng lâu dài hơn rất nhiều so với tất cả những người tiền nhiệm trong thiên hà cộng lại. Máy móc mới. Mặc dù kế hoạch ban đầu của Astromorph là tiêu diệt tới Gravito cuối cùng, nhưng sau khi nhận ra sự hữu dụng của máy móc, họ đã giữ lại một phần Gravito, vô hiệu hóa các vũ khí và loại bỏ khả năng tư duy tự do, rồi tạo ra cho họ các cơ thể mới với khả năng biến đổi thành mọi hình dạng và kích thước từ công nghệ nano để sử dụng như một lực lượng lao động hiệu quả trong các công việc nguy hiểm hơn. Theo thời gian, những máy móc mới này đã dần trở thành một phần không thể tách rời của đế chế và thậm chí được coi là các công dân. Tuy nhiên, vì quá khứ kinh hoàng gây ra bởi tổ tiên của mình, những cỗ máy mới này luôn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và không bao giờ được tin tưởng hoàn toàn. Bên ngoài thiên hà. Với cuộc sống ổn định và sự phát triển siêu việt của công nghệ, đế chế con người cuối cùng cũng có thể hướng ra khám phá những vùng rìa không gian xa xôi hơn của vũ trụ. Thông qua những nỗ lực thám hiểm của mình, họ đã chạm mặt với một giống loài ngoài hành tinh thuộc về một thiên hà xa lạ được gọi là Amphicephaly. Họ là những sinh vật kỳ dị giống như những con rắn khổng lồ có một cơ thể nhỏ hơn bên trong miệng của cơ thể chính. Giống với nhân loại, họ cũng đã phải trải qua một quá trình phát triển dài và phức tạp của riêng mình. Và thật may mắn là cả hai loài đều đã đủ trưởng thành để gạt bỏ tất cả sự khác biệt và chào đón nhau trong hòa bình. Họ chính là những người đầu tiên mà nhân loại có thể hợp tác và chắc chắn không phải cuối cùng. Trở lại trái đất. Mục đích của video này không phải là thuật lại toàn bộ dòng lịch sử tiếp theo của loài người sau sự tiếp xúc giữa các thiên hà, vì thực sự nó vô cùng đồ sộ, đến mức người ta có thể tìm hiểu về nó mãi mãi. Ghi lại cách mà các thiên hà thống nhất đã gặp lại và khuất phục Kiêu, cách họ kiểm soát mặt trời của mình bằng lớp vỏ nhân tạo, nhân các vùng lãnh thổ của họ lên hàng tỷ lần, cách họ vượt qua không gian giữa các vì sao và các lỗ run và biến vật du hành không gian thành một thứ của quá khứ. Cuối cùng, hậu duệ của những sinh vật đó thậm chí còn chinh phục được thời gian, kéo dài sự sống của họ đến vô thời hạn thông qua các công nghệ trẻ hóa. Trong một thời gian dài, rất dài, tất cả nhân loại đều là thần thánh. Nhưng từ góc nhìn của tôi, của chúng ta, có một khám phá thực sự nổi bật trong dòng lịch sử dài hơi này của họ đáng được nêu lên. So với những thành tựu to lớn hơn như chinh phục thời gian, không gian và xây dựng vỏ mặt trời, đây chỉ là một đốm sáng, nhưng nó lại nắm giữ chìa khóa dẫn tới quá khứ bị lãng quên của loài người. Đó chính là sự khám phá lại trái đất, nơi sinh thành của loài người, cội nguồn của Astromorph, của người Jun và hàng triệu chủng tộc khác của thiên hà. Khám phá này đã được thực hiện một cách lặng lẽ bởi một nhà nghiên cứu con người đơn lẻ đang tìm kiếm những dấu tích của lịch sử bị lãng quên. Hết kỷ nguyên này qua kỷ nguyên khác, hàng trăm triệu năm chiến tranh, xâm lược và tuyệt chủng đã chôn vùi các dấu vết một cách gần như toàn diện và triệt để. Vậy mà sau tất cả, cô ấy đã tìm ra bằng chứng không thể chối cãi về mái nhà xưa của nhân loại. Phát hiện này đã thu hút một lượng quan tâm nhất định, mặc dù không nhiều bằng những đột phá khác. Đối với hầu hết con người trong vũ trụ và lúc này, nơi sinh thành của tổ tiên họ chỉ đơn giản là một mẩu thông tin thú vị, một mẩu chuyện nhỏ mà họ sẽ kể cho con cái một lần và bị lãng quên. Tuy nhiên, một con tàu thám hiểm cũng đã được gửi đi và đã hạ cánh tại bề mặt của trình trái đất. Nằm quá xa các trung tâm dân cư chính của thiên hà, nó đã hoàn toàn bị quên lãng,
xấu xí và hoang vu. Nhưng đây vẫn là quê hương. Và khi các nhà thám hiểm bước ra từ con tàu vũ trụ của mình, bàn chân con người lại đặt lên trái đất cũ. Sau hơn 560 triệu năm vắng bóng, nhân loại đã trở về nhà. Phần 5. Tất cả những ngày mai. Tôi rất tiếc phải kết thúc video của mình bằng một lời thú nhận. Loài người mà chúng ta vừa tìm hiểu kể từ ngày họ đặt bước chân đầu tiên lên sao Hỏa cho đến khi họ thống trị các thiên hà đã tuyệt chủng. Tất cả những sinh vật mà bạn thấy trong video này, từ những người Jun thấp kém đến những người bay lượn thành cao, từ Astromorph siêu phàm đến những công dân thiên hà không tên, đều đã biến mất khỏi thiên hà cách đây hơn 1 tỷ năm. Vậy tại sao họ lại biến mất? Có lẽ đó là một cuộc chiến hủy diệt cuối cùng, không thể tưởng tượng được, một cuộc chiến vượt qua ý nghĩa của xung đột. Có lẽ đó là sự tàn rã dần dần của các thiên hà hợp nhất và mọi chủng tộc đều phải đối mặt với kết cục của riêng mình. Hoặc có lẽ những giả thiết điên rồ còn gợi ý rằng đó là một cuộc di cư hàng loạt đến một mặt phẳng tồn tại khác. Một cuộc hành trình đến một cõi nào đó không thể hình dung được. Điểm mấu chốt là chúng ta thực sự không biết. Tuy nhiên, cuối cùng, những gì đã xảy ra với nhân loại không hề quan trọng. Giống như mọi câu chuyện khác, đây là một câu chuyện tạm thời, thực sự dài lê thê nhưng cuối cùng cũng chỉ là phù du. Nó không có một kết thúc mạch lạc. Đúng vậy, nhưng một lần nữa nó không cần thiết. Câu chuyện về nhân loại chưa bao giờ là về sự thống trị của họ đối với hàng trăm nghìn thiên hà hay lối thoát bí ẩn của họ vào cõi vô định. Giá trị trong câu chuyện về loài người không phải những điều này. Thay vào đó, nó nằm trong những cuộc trò chuyện trên đài phát thanh của những Gravito vẫn còn tính người, trong cuộc sống hàng ngày kỳ lạ của những người mặt bọ, trong những bản tình ca bất tận của những người khoái lạc vô tư hay những cuộc biểu tình nổi loạn của những người sao Hỏa đầu tiên. Và theo một cách nào đó, chính cuộc sống mà bạn đang trải nghiệm vào lúc này. Đáng buồn thay, đa số các giống loài đã không thể nhận ra sự thật cơ bản nhất này. Loài Kill, chỉ vì giấc mơ về một tương lai lý tưởng, đã bóp méo các thiên hà mà họ đi qua. Sau đó là Gravito, với mong muốn điên cuồng tái hiện quá khứ hoàng kim của tổ tiên, đã gây ra những vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử thiên hà. Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng rất dễ đi vào những lầm lạc không thể hoàn tác, vì ta luôn bị thúc đẩy bởi những mật mã, những lý tưởng tạm thời và thời kỳ hoàng kim viển vông. Mù quáng. Với hy vọng rằng câu chuyện của ta phục vụ một mục đích cao cả và vĩ đại hơn. Kết quả của sai lầm này luôn là tự làm mình tổn thương và đôi lúc là cả những người xung quanh. Vậy nên, hãy nhìn vào câu chuyện của loài người và tỉnh táo lại. Điểm đến không quan trọng, quan trọng là chuyến đi. Những gì bạn làm hôm nay sẽ định hình ngày mai chứ không phải ngược lại. Hãy học cách yêu lấy hôm nay và nắm bắt tất cả những ngày mai. Vừa rồi là video thuật lại nội dung của tác phẩm All Tomorrows của tác giả C.M. Kosman. Cảm ơn bạn đã xem. Hãy comment cảm nhận của bạn cũng như đề xuất cho các video tiếp theo dưới phần bình luận nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share để giúp kênh phát triển và nhanh chóng có thêm những video về các vũ trụ viễn tưởng tăm tối tương tự nhé. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.